Sony livestream ra mắt PlayStation 5. AMD công bố triều đại của Vega VRAM 2GB đã chấm dứt. Thế nhưng Asus lại tắt cho AMD một cái rất là đau đớn. Việt Nam vừa sửa xong tuyến cáp quang này, tuyến cáp quang khác lại bị cá mập cắn tiếp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tech News. Và đây sẽ là điểm tin của tuần thứ 2 tháng 6 2020. Tụi mình cùng bắt đầu video nhé. Theo ICT News, tuyến cáp quang AE1 đã gặp sự cố vào 21 giờ ngày 3 tháng 6 trên nhánh S1H hướng đi Hồng Kông. Tuyến cáp quang này được đưa vào khai thác từ tháng 7 2017, có vai trò nâng cao chất lượng hướng châu Âu và Trung Đông cũng như bổ sung thêm dung lượng tới hướng kết nối đi Hồng Kông và Singapore. Đây là lần đầu tiên tuyến AE1 gặp sự cố trong năm nay. Nguyên nhân cáp gặp sự cố vẫn đang được xác định. Chia sẻ với Zing, đại diện của nhà mạng Viettel cho biết việc xảy ra sự cố cáp quang biển là tình huống bất khả kháng và với các nguyên nhân phổ biến là do đường cáp nằm dưới biển bị đứt hoặc là tàu thuyền lớn qua lại hạ neo dễ làm cáp bị rò nguồn. Trước tình huống này thì giải pháp của Viettel là sử dụng công cụ phần mềm giám sát phát hiện để điều chỉnh, san tải giúp giảm tối đa ảnh hưởng tới các dịch vụ. Ngoài ra, các nhà mạng cũng lắp đặt hệ thống cáp của các hãng lớn tại các tổng trạm để có thể lưu trữ các nội dung thường xuyên, cơ bản ở trong nước và hạn chế kết nối ra quốc tế. Sau bao lần chờ đợi, mòn mỏi với hàng loạt thông tin nhá hàng, cuối cùng thì Sony cũng đã chính thức đem thiết kế của SplashBuilder 5 đến với người dùng hâm mộ. Khác hẳn với lại PlayStation 4 thì Sony đã mang đến cho PlayStation 5 một vẻ ngoài rất là thời thượng. Máy có tông màu đen trắng nổi bật trên viền xanh xeon. Theo các hình ảnh của Sony công bố thì có thể thấy các khe tản nhiệt thoát khí của PlayStation 5 được bố trí ở mặt trên của máy, trong khi phần nút bấm, cổng USB-A và USB-C được bố trí ở mặt trước. Bên cạnh những thông tin về PlayStation 5 thì hàng loạt những từ game bom tấn khác cũng được chào sân trên hệ máy console mới này. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến như là GTA 5, Spider-Man Miles Morales, Project Athia và đặc biệt là sự trở lại của huyền thoại Demon's Souls. Với hàng loạt tính năng vượt trội cùng thiết kế thời thượng, PlayStation 5 đã hớp hồn game thủ console ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các fanpage cũng thi nhau mọc lên như nấm để có thể thu hút và xây dựng cộng đồng. Một cú tát vào mặt AMD khi tuyên bố thời đại của card đồ họa VRAM 4GB kết thúc thì Asus đã ra mắt Phoenix Radeon 550 2GB. Mới đây thôi thì AMD đã đăng đàn tuyên bố rằng thời đại của những chiếc card đồ họa sử dụng 4GB VRAM đã qua. Bằng chứng là trung bình RX 5005 XT 8GB mạnh hơn 19% so với phiên bản 4GB. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn cản được Asus ra mắt card đồ họa Phoenix Radeon 550 2GB. Đây có thể coi là động thái nhằm xả hết những con chip cũ của Asus. Phoenix Radeon 550 có thiết kế nhỏ gọn, trang bị hệ thống làm mát bằng một quạt đạt chuẩn IP5X chống bụi. Card dài 19.2cm và chiếm 2 slot, vì thế nên là nó sẽ phù hợp với những dàn PC với không gian bên trong bị hạn chế. Bên trong của Phoenix Radeon 550 là con chip AMD Polaris 12 được sản xuất dựa trên tiến trình 14 nanomet của TSMC. Polaris 12 có 512 stream processor với xung nhịp boost lên đến 1183MHz và 2GB VRAM GDDR5 6GB hay còn được gọi là 64bit. Theo thông số reference của VRAM thì nó sẽ có tốc độ là 7GB. Vì thế nên là có vẻ Asus đã cắt giảm nó một chút để có thể tích hợp lên Phoenix Radeon 550. Đây là chiếc card đồ họa với công suất tiêu thụ vào khoảng 50W, thế nên là nó sẽ không cần nguồn phụ. Với một bộ nguồn vào khoảng là 400W thì đã có thể kéo được chiếc card đồ họa này rồi. Hiện Asus vẫn chưa tiết lộ giá bán cũng như khi nào sẽ ra mắt Phoenix Radeon 550. Và đó là tất cả những gì mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về điểm tin tuần thứ 2 tháng 6 2020. Vẫn như mọi khi, nếu như xem xong video này, các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là click vào nút chuông nhỏ kiếm cảnh sub để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của tụi mình ra trong tương lai và cũng như là để Trung Ngu có tiền mua ghế.